Em vào đây sau khi... Hoa à? Đây. Dạ. Chị đây. Dạ. Đấy, chị đang mặc áo em tặng đấy. Dạ, chị cảm ơn em nhá. Dạ, đây kho nhà em. À, kho hàng nhà em đấy đúng không? Dạ, em đang làm việc ở trên kho. Ừ, dạ. Chị cũng đang ở văn phòng đây. Thế thì chị em mình xác nhận một chút là chị muốn hỏi là khi mà em tìm hiểu về trung tâm thì em biết qua các kênh điện tử nào, Facebook, Zalo hay là YouTube hay bạn bè giới thiệu ấy, về trung tâm kế toán Việt Hưng? Nói chung á là em có nhu cầu học kế toán thì em mới gõ ở trên Facebook là học kế toán thì nó chạy, nó sổ ra rất là nhiều. Thì đọc tham khảo một số chỗ thì thấy ân chỗ nào học chỗ đó thôi, chứ không biết trước. Rồi, ok. Rồi, thế thì trong cái quá trình mà chị hướng dẫn em ấy, trong quá trình chị hướng dẫn em thì em cảm thấy thế nào, có dễ hiểu không? Và có nhiệt tình là những cái thắc mắc mà em hỏi trong quá trình học ấy, thì giáo viên có nhiệt tình là tìm mọi ra cái cách để cho em hiểu, tìm ra mọi ngõ ngách để cho em hiểu bài hơn không? Em nói chung là cũng giống như là cái đánh giá mà em gửi ở bên Facebook á, là đó là tất cả những gì mà chia sẻ thật lòng. Là em cực kỳ cảm ơn chị rất là dễ hiểu, và cái mà em là cái thực tế thì em hỏi thì có thể là tạm thời chị chưa biết, nhưng mà chị cũng sẽ tìm mọi cách để chị biết, để chị chia sẻ lại cho em và giải thích sau cho em hiểu cái vấn đề đó. Rồi, ok em. Rồi, thế thì... Rất là đáng yêu. Thế thì sau khi học xong cái khóa này thì em thấy là cái kỹ mình áp dụng được cho cái doanh nghiệp của mình được khoảng bao nhiêu phần trăm? Nó cái giáo trình chị đang hướng dẫn thì nó có đúng như cái doanh nghiệp em đang vận hành không? Nói chung là nó cũng ứng dụng được khá nhiều, tại vì em là cũng giống như một cái tờ giấy trắng vậy đó. Em chưa biết gì về kế toán. Nói chung là cũng chỉ biết về sơ về cái dạng là nguyên lý kế toán, là nó chỉ là có những cái đầu mục như vậy thôi, nhưng mà chưa biết cách ứng dụng vào trong doanh nghiệp của mình. Thì sau khóa học này thì em cũng ứng dụng vào trong doanh nghiệp mình từng bước, nhưng tương lai cũng sẽ nhờ cô, nhờ trung tâm để mà hỗ trợ được những cái lúc mà em còn những cái khúc mắc mà mình chưa tới cái bước đó để mà mình hỏi. Rồi rồi đó. Ok em, rồi ok. Dạ. Thì chị luôn sẵn sàng, có vấn đề gì thì em cứ nhắn cho chị. Vâng ạ. Rồi, thế thì cái phần giáo trình của trung tâm thì em thấy là trung tâm sắp xếp giáo trình có dễ hiểu không? Có, em có một cái góp gì thêm phần sắp xếp giáo trình của trung tâm không? Nói chung là về giáo trình thì nó là một cái cơ bản. Giáo trình thì bất kỳ một cái trung tâm nào thì nó cũng là cái cơ bản để cho học viên dễ hiểu nhất. Nên là chỉ có khi là bạn đang làm việc ở doanh nghiệp hoặc là trong cái công việc của bạn nó gặp vấn đề gì đó thì mình xử lý, mình hỏi ngay lúc đó thì mình sẽ trau dồi thêm. Còn đối với lại giáo trình thì như vậy em cảm thấy là ổn, tại vì nó là cái cơ bản nhất, nó là cái cơ bản nhất, và học viên nào làm vô cũng dễ hiểu cả. Rồi, rồi, ok. Dạ. Thế thì... Nếu mà kêu mà đóng góp thì em cũng chẳng biết là đóng góp gì vô trang giáo trình cả. Mỗi người có một cái kiến thức thiếu sót riêng thì trong quá trình học mình nên nói ra giống như em vậy. Rồi rồi, ok. Thế thì chị sẽ chúc cho doanh nghiệp của em ngày càng phát triển nhé. Rồi trong quá trình làm việc em muốn gì em cứ nhắn thì chị sẽ hỗ trợ nhé. Dạ dạ, em cảm ơn cô nha. Rồi, chị cảm ơn em nhé. Dạ. Chào em.